Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ 3 năm 2021 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp tổ chức sẽ diễn ra trong tháng 12 này với nhiều hoạt động đặc sắc. Theo kế hoạch, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 24 đến 26 tháng 12 tại Lai Châu với sự tham gia của 12 tỉnh là các địa phương có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Với chủ đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển, ngày hội sẽ diễn ra với hai nội dung chính là phần lễ và phần hội. Đặc biệt, phần hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc. Tỉnh Lai Châu đã lên kế hoạch và xây dựng phương án phòng chống dịch COVID-19 để ngày hội diễn ra đảm bảo hiệu quả, an toàn trong bối cảnh dịch bệnh.